Không được. Hoặc má chương trình phải để một mình chú, phải đưa cái của chú lên. Quyết định gì đi. Không, anh phải công bằng. Sao công bằng? Sao công bằng? Vấn đề nằm ở đây là cái của em nó cũng hấp dẫn và lôi cuốn mọi người. Làm sao biết hấp dẫn mà cái của tôi? Đúng không? Cái của tôi gây hài, nó nhí nhảnh, nó hồn nhiên. Cái hài của mấy người là cái hài cũ rích. Cũ rích à? Cũ rích lắm. Lại cũ rích. Thiệt. Nghĩ sao ba người chúng em kết hợp lại dạ. Đâu ồ, đó ý tứ rồi. Đồ nó hay ho như vậy mà. Tôi đã nói rồi, cái hài của tôi rất là hay, rất là hay ho. Tin tôi đi, tôi tin vào cái điều này mà. Nha. Đưa cái của tôi lên đi. Thôi con thấy tin anh Vũ à. Không tin chú được. Thôi rồi, nếu vậy, nếu vậy tôi với anh cùng đưa lên, coi xem của ai lượt view cao hơn. Nếu như lượt view anh thấp hơn, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cái cảm giác của em giống như là anh đang bị một cái gì đó là ép uổng anh, bắt buộc phải làm như vậy đúng không? Anh không công nhận được tài năng của tụi em đúng không? Tin tôi đi. Tại sao vậy? Tại sao mọi người không tin tôi vậy? Tôi cảm giác nếu đưa cái của tôi lên sẽ là một cái bão mạng. Hả? Cái gì? Gây một cơn bão cho mạng luôn. Con thấy sao? Con thấy con tin anh Vũ hơn á. Tôi sẽ tin anh Vũ. Thì thiệt tình là cái hài của anh Vũ á, nó gần gũi hơn, nó đúng dễ rồi. Đồng cảm hơn, nó vui hơn. Còn của chú nó sao sao phải đó? nó bị chưa lớn nhiều như anh Vũ. Tôi nói mấy người không hiểu. Có nghĩa là như thế này, thời sự thì ra thời sự. Dạ. Còn hài ra hài, mình không thể nào kết hợp lẫn lộn như vậy được, hiểu chưa? Mọi người tạo hiệu ứng để họ nhìn vô, họ cảm thấy là sau khi coi thời sự họ cũng cảm giác được thoải mái. Đúng rồi. Mọi người ơi, cái đó là lố lăng, phản cảm, phải tác dụng, phải khoa học. Đấy. Hiểu chưa? Phản ứng khoa học. Không có. Chứ không lẽ thời sự lúc nào mình phải căng thẳng lên vậy hả chú? Không lẽ tin buồn là lúc nào mặt cũng phải buồn. Dạ. Chứ lại tin buồn mặt vui. Tin buồn là mặt mình lúc nào cũng phải, không phải là buồn mà nó cũng phải có một cái nét gì đó rạng rỡ. Chứ không phải là tin buồn là mình phải khóc. Đúng rồi. Anh đang bị ABCD. Chú bị tiêu cực á. Anh bị 1, 2, 3, 4. Chú bị hơn thua á. Ủa sao kỳ vậy ta? Mọi người sao vậy? Ủa sao vậy? Thì tin buồn mình phải, mặt mình phải buồn chứ. Buồn nhưng mà không thể nào dạng như anh phải vừa khóc luôn là sao được. Sao kỳ vậy? Ủa anh làm gì? Ngứa chứ làm gì? Thôi được rồi. Thôi được rồi, bây giờ mấy người cãi tôi vào, mấy người không tin tưởng vào cái của tôi đúng không? Bây giờ post hai cái cùng lên mạng. Em có cảm giác như anh đang có một cái gì. Không có cái gì hết. Post lên mạng, hiệu ứng của ai tốt hơn thì thắng, còn người kia phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nghe không? Chơi. Trời đất ơi. Gì chứ, vui dữ vậy trời. Ê mấy đứa, mấy đứa lại đây coi này, vui lắm nè. Trời ơi. Cái gì mà lâu rồi công ty mình đâu có gì? Trời ơi, chớp gì đâu chị. Không thể nào nhịn cười được hết trơn rồi á. Cái clip của công ty mình. Trời ơi, coi cười muốn chết luôn vậy đó. Clip của em đúng không? Clip của tụi mình làm đó. Anh đã nói là gần gũi mà. Gần gũi. Trời ơi nè, mà vui lắm nhất là cái là không phải là coi phim hài mà là coi thời sự. Đó. Thời sự. Thời sự. Vậy là của em ra cái mặt em ra đi, cái mặt em không có hề miếu miếu. Ủa, ủa vậy? Ủa là sao? Ủa là sao vậy? Út lọ. Cái gì? Trời ơi, ổng có đọc cái tin thời sự, nghe cái clip của ổng mà triệu view cao quá, triệu view cao. Trời ơi, cái gì? Mỗi quá chưa à. Nè. Sếp ơi, vô được không sếp? Tôi muốn ở một mình. Thôi thôi, vô vô đi. Vô nha chú. Chú chú. Đóng cửa lại. Nói nghe nè, bây giờ tụi mình chơi cho sếp một tràng pháo tay coi. Thôi. Mấy người đừng làm như vậy nữa. Mấy người đừng có cười cợt tôi. Vui mà, vui mà dạ. Lượt view cao mà sếp. Cao. Chúc mừng sếp thiệt chứ bộ. Làm ơn đi, đừng bóc bóng nữa. Tôi không thấy vui. Nhưng mà mọi người thấy vui là được rồi. Dạ. Đúng rồi. Anh bữa anh hứa là anh sẽ làm cho cái chương trình này nó vui hơn. Ừ. Mọi người sẽ vui tươi hơn, đón nhận hơn. Nhưng mà mấy người có thấy rõ ràng là tất cả mọi người trên đó
họ comment, họ cợt nhã, họ cười cợt tôi, họ coi thường tôi, họ cười tôi cảm thấy mắc cỡ lắm. Sếp ơi, sếp thắng mà sếp vui chứ, tại vì mắc cỡ. Thôi, anh nói là anh phải làm cho qua mặt tụi em luôn, để cho tụi em biết được là làm cái đó nó phải như thế nào, thế nào. Nhưng mà ý tôi là tôi làm cái gì đó nó nghiêm túc, đúng không? Nhưng mà mọi người cười cợt tôi cảm thấy mọi người không có tôn trọng tôi. Không có đâu. Không sao đâu, mọi người vui mới cười thôi chứ sao đâu chú. Lúc quay anh còn nói cái đó là miếng gãy mà. Gãy. Chú muốn hề hước mà. Hề hước và miếng gãy. Ê, mà công nhận nghe, mà nói đúng thiệt, có ai mà comment là đúng á. Tới đây ổng sếp mình á, làm việc nghiêm túc nghe, mà cái mặt ổng đần mà nó hề. Bà vui duyên hơn em luôn. 4 năm. À? Cái đó bà khen tôi hay bà phỉ báng tôi vậy? Không, tôi nói thiệt. Vô mà đúng không chị? Bà nói thiệt là bà đang nói vô mặt tôi đó hả? Thích. Không, nói thiệt luôn. Bây giờ tôi nói cho mấy người nghe, tôi không thích như vậy. Thực sự ra nếu như cái miếng gãy của tôi á mà mọi người cười cái chỗ đó, tôi cảm thấy hạnh diện. Gãy nhưng mà không cười, nó không gãy luôn mà nó còn dướng dướng là gì đó. Nhưng mà mọi người cười cái sự vô duyên của tôi, để cái ai cần ha ha nhiều lắm. Dạ. Thôi, bây giờ quyết định rồi. Tháo chương trình nó xuống. Tháo nữa hả? Tháo đi. Lần trước tháo là người ta nói tại sao tháo không ai trả lời. Anh vô trả lời là tôi sẽ có một chương trình khác hay hơn. Rồi bây giờ tháo xuống rồi ai sẽ là người trả lời? Thì Vũ trả lời đi. Em sẽ trả lời là em sẽ làm một chương trình khác dở hơn. Không, bây giờ trả lời cách gì cũng được, nhưng mà phải tháo xuống đi chứ tôi không thể nào sống trong sự cười cợt của mọi người được. Làm ơn đi. Mà quay thời sự mà cái mặt ổng nghiêm túc mà ta nói nó đần. Thôi thầy, quyết định rồi. Tháo. Dũng, thầy anh kiếm một người đó thực sự có năng lực làm nội dung. Anh muốn làm một chương trình truyền hình về thời sự thiệt là nghiêm túc, không tốt hề nữa. Em cảm giác ngay từ lúc này anh mới đúng là một con người nghiêm túc. Cho nên em sẽ quyết định quay chương trình này vẫn còn mắt anh. Cái gì vậy? Thôi, tôi không muốn làm diễn viên hề đâu. Trời ơi, cái hổ vô ngã kìa. Báo giật của đời năm sắp sửa bị mất rồi. Trời ơi, báo giật. Trời ơi, tới giờ này mà chị vẫn còn con gái sao? Cái gì vậy? Không, bây giờ chắc mất của phải không? Mất tiền đúng không? Đối mà nói thiệt với mọi người, tiền bạc đối với tôi là phù du, còn một cái khác quan trọng hơn. Không có gì quan trọng mà đó, là cái mà không phải cái mà là con.